Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với kênh YouTube của mình, Anh Khoa Channel. Và ngày hôm nay trong chương trình Book Alive xin được giới thiệu tiếp tục với tất cả quý vị cùng quyển tự truyện Chưa lớn đã già, từ huyền thoại điện ảnh Hoa ngữ, Nam tài tử Thành Long. Và cùng với chương 3 Càng bại càng hăng và phần 4 tiếp theo cùng các tiêu đề nhỏ của chương Càng bại càng hăng. Tiêu đề nhỏ tiếp theo: thế nào là phim Thành Long? Phim Thành Long đã hình thành một phong cách hoàn chỉnh và độc lập, cũng trải qua một số giai đoạn khác nhau. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, sau khi trải qua quá trình tôi luyện từ diễn viên võ thuật, chỉ đạo võ thuật và diễn viên chính, tôi vẫn không tạo dựng được thành quả gì nổi bật. Dạo đó tôi rất chán trường. Những bộ phim tôi đóng đều không phải là sở thích của tôi, mặc dù tôi có thể chỉ ra được những vấn đề nổi cộm trong đó, nhưng vì thấp cổ bé họng, không có cơ hội để phát ngôn, lại càng không có không gian để làm những thứ mà mình thực sự yêu thích. Cho đến một hôm, Ngô Tư Viễn, ông chủ của một công ty sản xuất phim độc lập đến tìm tôi. Ông ấy muốn công ty của đạo diễn La Duy thuê cho tôi để đi đóng một bộ phim mới. Đối với tôi, đó là cơ hội bất ngờ và cũng là một sự khởi đầu hoàn toàn mới mẻ. Nếu như cho anh quay một bộ phim do chính anh đạo diễn hoàn toàn, thì anh muốn quay thế nào? Ngô Tư Viễn đi thẳng đến vấn đề. Lúc đó, tôi không biết phải trả lời ra sao. Kinh nghiệm sống trước đây luôn bắt tôi phải tự nhắc nhở mình: mày chẳng hề quan trọng, ý kiến của mày cũng chẳng hề quan trọng. Trước mặt các bậc đàn anh, mày chỉ có nước ngoan ngoãn nghe lời thôi. Suy nghĩ một lát, tôi liền nói thẳng ra những suy nghĩ của mình. Ông Ngô, hiện nay tất cả mọi người đều muốn tạo ra một Lý Tử Long thứ hai. Tôi cũng bị ép buộc trải qua rất nhiều thử nghiệm như vậy, nhưng không ai có thể thành công, bởi vì anh ấy đã trở thành huyền thoại, không ai có thể vượt qua anh ấy được. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta lại không mở ra một lối đi hoàn toàn mới? Có thể nhận ra Ngô Tư Viễn rất tán đồng quan điểm của tôi. Tôi bèn đứng dậy ngay, dùng biểu cảm và hành động để giải thích tỉ mỉ hơn cho ông nghe. Lý Tử Long thường đá chân rất cao, bởi vậy tôi sẽ đá thấp hơn chút ít khi giao đấu với người khác. Lý Tử Long thường hét lên thật lớn để bộc lộ khí thế và sự phẫn nộ của mình. Vậy thì khi đánh nhau, tôi có thể vừa la hét vừa nhăn nhó mặt mày, chứng tỏ mình đau đớn đến mức nào. Lý Tử Long là siêu nhân trong lòng khán giả, vậy thì tôi sẽ là một người bình thường. Tôi muốn vào vai các nhân vật bên lề. Họ có rất nhiều khuyết điểm và bất lực. Họ không phải là người hoàn hảo, càng không phải là đại hiệp hay anh hùng. Xem tôi biểu diễn xong, Ngô Tư Viễn siết chặt tay tôi. Anh nói rất đúng, chúng ta sẽ quay một bộ phim như vậy. Dưới sự dẫn dắt của quan điểm sáng tác này, tôi đã hợp tác với Ngô Tư Viễn liên tiếp đóng hai bộ phim Xà Hình Điêu Thủ và Túy Quyền. Hai bộ phim đã gặt hái rất nhiều thành công, có thời điểm doanh thu phòng vé còn cao hơn cả phim của Lý Tử Long. Tôi không còn là thuốc độc phòng vé nữa. Chỉ trong một đêm, tôi đã trở thành đối tượng giành giật của mọi người, trở thành thần dược phòng vé. Hôm ký hợp đồng với Gia Hòa, Hà Quang Sương có hứa với tôi chỉ cần là phim tôi đóng, họ sẽ không hạn chế hạn mức kinh phí. Tôi hoàn toàn có thể căn cứ vào quan điểm của mình để quay cho đến khi hài lòng thì thôi. Chỉ một câu nói này đã bộc lộ được sức hấp dẫn lớn nhất của một công ty đầu tư điện ảnh. Từ đó phim của tôi dần hình thành một tật xấu là không tiếc kinh phí. Lúc đó những bộ phim mà tôi hợp tác với Ngô Tư Viễn đã dẫn dắt trào lưu phim võ thuật đương thời. Nhưng tôi vừa mới ký hợp đồng với công ty đã mong muốn mở ra một số đường hướng sáng tác hoàn toàn mới mẻ, không còn câu nệ với mô típ phân vai sư phụ kỳ quặc hoặc đồ đệ lười biếng, cũng không còn tập trung nhiều vào cảnh luyện võ, mà tôi muốn quay một bộ phim có tình tiết giản đơn nhưng giá trị quan phải tích cực. Điều này hoàn toàn khác với dòng phim của Lý Tử Long, như bộ phim Kung Fu kiểu cũ của hãng Thiệu Thị. Dưới sự thôi thúc của tư tưởng này, tôi đã đóng bộ phim Tiểu Sư Phụ và một lần nữa lại thành công. Bộ phim này cũng đã trở thành một cột mốc đánh dấu cho bước ngoặt giả từ quá khứ của tôi. Trải nghiệm của bộ phim Kế Hoạch A đã giúp tôi tạo dựng được phong cách điện ảnh mới mẻ hơn nữa, đích thân đóng những pha hành động vô cùng nguy hiểm. Điều này cũng đã trở thành một bản lĩnh khác người của tôi cho đến tận ngày nay. Khán giả xem phim của tôi, ngoài việc muốn thưởng thức một câu chuyện tích cực, những chiêu trò thú vị hay những cảnh giao đấu gay cấn, còn hào hứng chờ đợi xem tôi thể hiện các pha hành động liều lĩnh như thế nào trong bộ phim mới. Đầu tiên thì mọi người thét lên kinh hãi, cho rằng tôi điên mất rồi.
Nhưng về sau thì cũng quen dần, tôi đã tạo dựng cho mình một mê cung và một bài toán nan giải không lối thoát. Chỉ có hết lần này đến lần khác thì phải thách thức với sức khỏe và lòng can đảm của chính mình. Đương nhiên, bộ phim Kế hoạch A còn rất nhiều điểm được các khán giả khen ngợi, như từ bỏ cổ trang chuyển sang bối cảnh hiện đại, cảnh giao đấu trên đường phố và vô cùng sống động và gay cấn, sự phối hợp ăn ý giữa tôi và Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu, nó đã đem lại những khả năng hoàn toàn mới cho bộ phim võ thuật trong rất nhiều phương diện. Khi bộ phim quay quán ăn lưu động, đại sư huynh Hồng Kim Bảo đã đề ra một ý tưởng mới mẻ: tôi muốn đưa cả đoàn sang Tây Ban Nha quay phim. Quay phim ở Hồng Kông phiền hà quá, đi đâu cũng không được phép quay, nơi này chỉ rộng có vậy mà chỗ này không được sử dụng, chỗ kia cũng không được sử dụng, phim mà không có những cảnh quay đặc sắc thì làm sao mà hay được, chúng ta phải ra ngoài thử xem thế nào. Tôi rất tán thành ý kiến của anh ấy. Hay nói xa hơn, chúng tôi không chỉ phải đưa thêm vào những bối cảnh nước ngoài mà còn phải kết nạp thêm cả diễn viên ngoại quốc để phim của tôi có thêm phong cách quốc tế và màu sắc địa phương. Điều này là không chỉ có tin tốt lành của khán giả trong nước mà còn nâng cao cơ hội phát hành ở nước ngoài nữa là khác. Cuối cùng, bộ phim Quán ăn lưu động đã gặt hái được thành công trên toàn thế giới. Thông qua trải nghiệm tự thân của chúng tôi đã thấy rằng tuy kinh phí quay thua xa phim Hollywood, không có trình độ kỹ xảo tốt như họ, cũng không được quảng cáo phát hành bởi các công ty lớn có quy mô toàn cầu, nhưng chúng tôi vẫn có năng lực cạnh tranh cốt lõi mà người khác không có được, đó chính là những cảnh giao đấu gay cấn và những pha hành động nguy hiểm bắt buộc phải được hoàn thành bởi con người. Trên thực tế, sau bộ phim Long Thiếu Gia, đã không còn công ty bảo hiểm nào dám đứng ra bảo lãnh cho phim Thành Long. Tôi đã được liệt vào danh sách đen của các công ty bảo hiểm trên toàn thế giới. Vậy, suy cho cùng, phim Thành Long là như thế nào? Tôi nghĩ rằng nó có những đặc điểm sau đây. Thứ nhất, từ xưa tới nay tôi không phải là anh hùng vạn năng, mà ngược lại, trong tất cả những bộ phim tôi đều bị đánh cho tơi bời. Tôi không hề có áp lực về hình tượng, chẳng bao giờ để ý xem trên màn ảnh rộng trong mình có khó coi hay không. Tôi đóng toàn những vai nhân vật bên lề, có rất nhiều nhược điểm và tật xấu. Họ thường không chủ động tham gia tranh chấp mà bị bức bách phải ra tay, cuối cùng hồi sinh từ trong ngõ cụt. Thứ hai, kịch bản phim của tôi không bao giờ đặc tả tỉ mỉ các pha hành động, bởi vì tôi rất thích sáng tạo ngẫu hứng, sáng tác ngay tại phim trường cùng các đồng nghiệp một cảnh giao đấu quan trọng. Trong kịch bản của tôi thường chỉ miêu tả bằng hai từ, đó là đánh lớn hoặc đánh nhỏ. Trước đây, cảnh đánh đấm trong phim Mỹ thường kết thúc rất nhanh là để chứng tỏ nhân vật chính tài giỏi đến mức nào, nhưng trong phim của tôi lại thường đánh đấm từ đầu đến cuối, vì những cảnh này khán giả rất thích xem. Sau này tôi sang Mỹ quay phim, những phân cảnh hành động trong kịch bản của người Mỹ cũng biến thành một câu gọn lõn: Let Jackie Chan design, để cho Thành Long thiết kế. Thứ ba, hành động liều lĩnh. Phim của người khác thường dùng nhiều đúp quay để thể hiện một pha hành động, nhưng trong phim Thành Long, chỉ cần pha hành động đó đủ gay cấn, đủ nguy hiểm, đủ đặc sắc, nhất định tôi sẽ đích thân xung trận và ghi lại nó bằng một đúp quay liền mạch từ đầu đến cuối. Ví dụ, nếu kịch bản yêu cầu tôi phải nhảy từ nóc nhà xuống, vì thì tôi sẽ thể hiện toàn bộ quá trình nhảy lầu trọn vẹn trong phim. Thứ tư, người ta sáng tác kịch bản thường là xuất phát từ một cốt truyện cụ thể, nhưng kịch bản tôi sáng tác lại xuất phát từ các pha hành động. Tôi và các cộng sự thường dựa trên cơ sở của những pha hành động gay cấn để cấu tứ nên tình tiết phim. Điều này nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng đó chính là cách thức sáng tác trong suốt thời gian qua của tôi. Thứ năm, phim của tôi luôn lấy bối cảnh ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi muốn chạy đến khắp các ngõ ngách trên thế giới để đưa chúng vào ống kính của mình. Thứ sáu, giá trị quan trọng trong phim của tôi là giá trị quan luôn mang tính tích cực. Tôi không bao giờ thể hiện những cảnh dung tục lố lăng, tàn nhẫn, tiêu cực trong phim của mình. Tôi từng nói với người của Thành Gia Ban, trong cuộc đời này tôi không muốn làm thứ nhất, chỉ muốn làm duy nhất. Tiêu đề nhỏ dành cho fan hâm mộ. Tháng 12 năm 2012, tôi đến Thẩm Dương để tuyên truyền cho bộ phim 12 con giáp. Khi vào rạp chiếu phim để gặp gỡ khán giả, tôi đã gặp đại ca Sâm Trổ trong truyền thuyết. Anh ta là fan lâu năm của tôi, đã xăm tên rất nhiều bộ phim của tôi trên lưng, mới đây nhất là 12 con giáp. Hôm đó, anh ta còn dẫn con đi cùng để đến gặp tôi.
Tôi đã tặng cho anh ấy một chiếc áo lông vũ mang thương hiệu của mình. Nhiều khi nghĩ lại, từ khi bắt đầu có fan hâm mộ cho đến nay, đã có rất nhiều câu chuyện xảy ra giữa tôi với họ. Chuyện điên rồ, chuyện ly kỳ, chuyện cảm động, chuyện kinh dị. Nói chung là đầy đủ cả. Tôi hiểu rất rõ rằng không có sự ủng hộ của người hâm mộ sẽ không có thành long của ngày hôm nay. Hồi đó tôi thành danh rất nhanh ở thị trường Đông Nam Á. Trong tất cả các fan hâm mộ, lực lượng cuồng nhiệt nhất chính là các cô gái Nhật Bản. Họ thường nắm bắt được hành trình của tôi một cách thần thông quảng đại. Sau đó mua vé máy bay đi theo tôi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Họ thăm dò được tôi trọ ở khách sạn nào, phòng nào, thế là cả tầng họ được thuê trọn gói. 3-4 cô ở chung một phòng, họ không đến làm phiền tôi. Nhưng chỉ cần tôi xuất hiện ở hành lang, tất cả mọi cánh cửa đều đồng loạt mở ra ken két. Có khi kết thúc một ngày làm việc, bạn bè, người bản địa muốn đưa tôi đi ăn hay đi chơi, tôi cũng rất muốn được thư giãn. Nhưng những chuyện đơn giản như vậy cũng khó thực hiện được. Khi kết thúc một ngày quay, phải về phòng thay đồ, nếu không cứ mặc nguyên bộ vest ra đường thì trông ngố tệ. Các fan hâm mộ thường theo sát một hoạt động của tôi, từ bên ngoài theo tôi về khách sạn. Sau khi về phòng, chỉ cần tôi mở cửa là họ cũng mở cửa nhìn ra, khiến tôi chẳng dám đi đâu. Tôi biết mình đi đâu là họ sẽ bám theo đến đó. Đi đường đường chính chính không được, cho thành phải rón rén lẻn ra, mở cửa hết sức khẽ khàng, thì thào với bạn, đi thôi đi thôi. Nhưng vừa bước chân ra hành lang thì tất cả các cánh cửa phòng đều mở toang, họ lại ùa ra. Tôi thấy hơi bối rối, định phải nói à tôi ra là để chào các cô một tiếng rồi về đi ngủ ấy mà. Cứ vài lần như thế, tôi thấy mình thê thảm quá thể. Ra nước ngoài mà chẳng được đi đâu, muốn đi ăn thử vài món ngon cũng không được. Buổi tối, chỉ cần phòng của tôi vẫn sáng đèn là họ cũng không ngủ, cứ thức chong chong chờ tôi. Tôi là người rất hay thức khuya, nhưng vì không muốn để họ phải mất ngủ theo tôi lại phải vào nhà tắm, lấy khăn bông ra chèn kín khe cửa để ánh sáng không lọt ra ngoài. Như vậy tôi có thể thức bao lâu trong phòng cũng được. Thấy phòng tôi tắt đèn, các cô gái kia cũng bắt đầu đi nghỉ. Sau khi phát minh ra phương pháp này, đôi lúc tôi sẽ chờ đến thật khuya rồi lặng lẽ lẻn ra ngoài đi chơi với bạn bè. Chờ đến nay, rất nhiều fan hâm mộ người Nhật đã trở thành mẹ khi tôi sang Nhật Bản. Có người trong số họ còn dẫn theo cả hai đứa con tới, có người thậm chí còn đưa cả con gái và cháu ngoại theo. Họ đúng là những fan hâm mộ trung thành. Công ty của tôi Hồng Kông có hai cánh cửa, do thường xuyên có những fan cuồng nhiệt thái quá chạy tới công ty chờ tôi. Nếu như đúng lúc tôi phải vội tới công ty họp bàn công việc, đồng nghiệp sẽ gọi tôi trước cho tôi, nói ngoài cửa có fan đang chờ, nên hôm nay tốt nhất anh hãy vào bằng cửa sau đi, và tôi sẽ nghe lời theo họ. Từng có một anh chàng người Đức ngày nào cũng đứng chờ tôi trước cổng công ty, tay xách một cái vali. Đồng nghiệp của tôi bèn mời anh ta vào dùng trà, rồi tặng cho anh ta món quà nhỏ có chữ ký của tôi, nhưng anh ta không chịu, nhất quyết xông vào. Rất nhiều ngày đi qua cửa trước đều thấy anh ta đứng đó. Tôi thấy không đành lòng bèn bảo đồng nghiệp ra mời anh ta vào, nói hôm nay anh hay có công ty muốn gặp anh. Anh ta bước vào, vừa nhìn thấy tôi, cả người run lên lẩy bẩy. Tôi hỏi tại sao ngày nào cũng đứng ở đây thế. Anh ta nói tôi chỉ có một nguyện vọng là được gia nhập vào Thành Gia Bang. Lần này trước khi đến Hồng Kông, tôi đã hạ quyết tâm nếu không gặp được anh, không đạt được ước nguyện, tôi sẽ không về nước nữa. Tôi quay lại bảo trợ lý bố trí cho anh ta ngày mai đến phim trường. Lúc đó đang quay bộ phim Tổ Trọng Án, tôi đã cho anh ta vào đoàn phim thật. Anh ta hỏi có cần biểu diễn cung phu cho tôi duyệt không, tôi bảo không cần, anh cứ đến phim trường học hỏi trước đã. Sáng hôm sau, anh ta đến phim trường gia nhập đội ngũ Thành Gia Bang, cùng mọi người khuân xốp khiêng đồ, làm những công việc lặt vặt trông rất chăm chỉ. Lúc đó tôi đã có một chút kinh nghiệm ứng xử với fan hâm mộ. Đối với những fan cuồng nhiệt không được lập tức tỏ qua ra quá thân mật với họ, nếu không sợ rằng họ sẽ gặp vấn đề về cảm xúc. Cho nên ở phim trường tôi không nói chuyện với anh ta, lúc ăn cơm cũng không ngồi cùng anh ta, thế là anh ta ngồi ăn cùng Thành Gia Bang. Được một thời gian, trợ lý nói với tôi rằng anh chàng người Đức kia muốn về nước, mẹ anh ta bị ốm nhưng lại không có tiền mua vé máy bay. Tôi nói sẽ mua vé máy bay cho anh ta về. Một tuần sau, anh ta bất ngờ quay trở lại. Tôi hỏi tại sao, anh ta liền đưa ra một lý do khiến mọi người cười nghiêng ngả. Từ lúc tôi đến đây và được gặp anh cho đến khi được vào phim trường rồi lại về nhà, cảm giác khi như một giấc mơ vậy. Trong tuần rồi vừa về nước, tôi kể cho tất cả mọi người nghe chuyện này, nhưng không ai chịu tin, đều cho rằng tôi đang phét lác, khiến tôi không dám tin chính bản thân mình nữa. Anh thực sự đã thu nhận tôi, lại còn đưa tôi vào trong đoàn làm phim nữa. Nhưng tôi lại quên mất không chụp với anh tấm ảnh nào để có thể chứng minh. Bây giờ tôi quay lại chính là để chụp ảnh với anh rồi mang về cho họ xem.
Tôi chụp tấm ảnh cùng anh ta, sau đó anh ta hớn hở mang ảnh về nước. Mấy năm trước khi sang Đức tuyên truyền cho bộ phim cậu bé Karate, tôi lại gặp anh ta. Anh ta đứng giữa đám đông lớn tiếng gọi tôi. Nhìn thấy anh ta, tôi cũng rất bất ngờ, bèn hỏi thăm tình hình. Anh ta nói giờ đã được đi đóng phim, hiện đang làm chỉ đạo võ thuật ở phim trường Đức. Nghe vậy tôi cảm thấy rất vui. Bây giờ nghĩ lại, thấy cung phu của anh ta thực sự cũng rất khá. Có một cô gái người Nhật ngày nào cũng tới phim trường xem tôi đóng phim. Cô ấy sang Hồng Kông rồi tìm đến phim trường của công ty Gia Hòa. Hồi đó gần phim trường có một con dốc, ở đó thường cắm một cái biển thông báo lịch trình của ngày hôm sau, mấy giờ quay phim gì, diễn viên là ai. Trước khi kết thúc công việc sẽ đến đó xem lịch trình. Cô gái người Nhật này cũng nhanh chóng học được cách đọc bản lịch trình. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy cô ấy ở phim trường, lúc nào cô ấy cũng đứng dựa vào bên tường, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhìn tôi. Tôi đi tới đâu, ánh mắt của cô ấy sẽ dõi theo tới đó. Tôi di chuyển đến chỗ khác, cô ấy cũng tìm một chỗ gần đó rồi đứng dựa tường tiếp tục nhìn tôi. Ở phim trường, nếu có cô gái nào nói chuyện với tôi, cô ấy sẽ trừng mắt nhìn hằng học. Cứ thế lâu ngày, tôi thấy thương cô ấy quá, thật vất vả cho cô ấy, liền bảo đồng nghiệp mời cô ấy vào ăn cơm cùng. Từ lâu tôi đã có thói quen ăn cơm chung với đông đảo mọi người, lúc đó ngồi ở bên trong và bảo các nhân viên dẫn theo cô ấy cùng ngồi ăn bên ngoài. Đôi lúc vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền chào tôi bằng tiếng Nhật Ohayo, rồi bắt tay tôi, sau đó dúi thật nhanh cho một mẫu giấy với tôi. Ban đầu nội dung trong mẫu giấy còn bình thường, đại thể là những câu chúc phúc. Về sau nội dung dần dần thay đổi, ví dụ như cô ấy viết: em biết anh không tiện công khai tình cảm với em, không sao đâu, chỉ cần anh nhìn em liền biết được trái tim của hai ta đã cùng rung động. Lúc đó cô ấy đã vì tôi mà còn đi học tiếng Trung, tuy câu cú viết ra nhiều chỗ trúc trắc nhưng vẫn có thể hiểu được. Ban đầu cô ấy ký tên là Yumiko, về sau bắt đầu đổi thành chị Trần. Đến phim trường của tôi, cô ấy cũng nói với mọi người tôi là chị Trần. Cô ấy sang Hồng Kông bằng visa thường, cứ sau một thời gian nhất định phải xuất cảnh. Thế là cô ấy sang Macau, rồi lại từ Macau trở về Hồng Kông. Về sau thì chẳng thèm quan tâm đến thời hạn visa nữa. Khi người của cục quản lý nhập cảnh tìm thấy và mời cô ấy xuất cảnh, cô ấy liền nói với họ cô ấy là vợ của tôi. Người bên cục quản lý nhập cảnh hết sức ngỡ ngàng: gì kia, vợ của Thành Long? Tuy không tin lắm nhưng họ vẫn gia hạn hộ chiếu cho cô ấy. Về sau lần nào cô ấy cũng như vậy. Bên cục quản lý nhập cảnh bèn gọi điện đến công ty tôi tìm hiểu. Đồng nghiệp của tôi nói không có chuyện này. Về sau khi sắp cạn tiền, cô ấy chuyển từ khách sạn hạng sang ở khách sạn hạng thường, rồi cuối cùng thì trọ trong nhà nghỉ tồi tàn. Tôi bắt đầu nhận thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Không thể vì thương cô ấy mà cứ để cô ấy mê muội mãi đến nỗi đánh mất cả cuộc sống bình thường của chính mình. Về sau, có một lần cô ấy khiến chúng tôi sợ hết hồn. Phim của tôi đã quay xong, chuyển sang giai đoạn xử lý hậu kỳ. Còn thấy tôi ở phim trường, cô ấy liền hỏi thăm và tìm đến chỗ ở của tôi. Một tối, tôi cùng mọi người đi xem biên tập phim, đến tận 4 giờ sáng mới xong việc trở về. Vừa xuống xe, liền vội vã chạy về phòng ngay. Vừa bước vào hành lang, cô ấy nấp trong góc tường, thình lình lao ra từ bóng tối nói hi, khiến tôi và mấy đồng nghiệp giật bắn mình. Sau vài lần như vậy, mọi người bắt đầu thấy sợ. Cô ấy cứ khăng khăng nói rằng mình là chị Trần, đã bắt đầu mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Đồng nghiệp đành phải báo với cục quản lý nhập cảnh để đưa cô ấy về nước. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy rất buồn, nhưng lúc đó thực sự không còn cách nào khác. Chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ làm ra chuyện dại dột gì thì sao. Trước đây, năm nào tôi cũng tổ chức một buổi tiệc Giáng sinh cho fan hâm mộ. Quy mô lần nào cũng là mấy trăm, thậm chí mấy nghìn người, có nhiều lần nhất tới 4.000 người. Fan hâm mộ từ khắp các nơi trên thế giới đổ về Hồng Kông. Tôi sẽ bố trí mười mấy chiếc xe buýt ra tận sân bay đón họ. Trên xe đeo băng rôn Fan Club Quốc tế Hồng Kông. Hồng Kông có rộng là bao. Mỗi lần tôi tổ chức hoạt động này, cả thành phố đều biết cả. Rất nhiều khách sạn được kín chỗ. Đôi khi nếu trùng với thời điểm quay phim, tôi còn bố trí xe buýt đưa fan tới thăm phim trường. Trước tiên là hai xe, sau xe khi xem xong mọi người đi khỏi, lại tiếp hai xe nữa. Nếu mười mấy xe đến cùng một lúc thì phim trường không đủ sức chứa. Mỗi lần tổ chức đại tiệc gặp gỡ fan hâm mộ đều có 16 người của Thành Gia Bang đứng cạnh tôi làm vệ sĩ kiêm trợ lý. Tôi phụ trách bắt tay, còn họ phụ trách tặng quà và chụp ảnh. Các fan hâm mộ xếp hàng trật tự, trước đó họ đã chỉnh sẵn máy ảnh. Khi tôi bắt tay với họ thì người của Thành Gia Bang sẽ cầm máy chụp rồi tặng quà. Một hoạt động có lượng người tham gia đông đảo như vậy chắc chắn phải tuân theo một quy trình nghiêm ngặt. Lại gần bắt tay, chụp ảnh, đi nhận quà người tiếp theo. Thành Gia Bang phối hợp với tôi rất ăn ý. Ban đầu tôi còn ký tên nhưng chỉ nguyên khâu đó cũng gần một ngày trời nên về sau tôi không ký nữa.
Có lần một cô gái tiến lại hỏi tôi bằng tiếng Anh may I. Lúc đó quá đông người, tôi nghe không rõ liền nói ok. Cô ấy liền giơ tay lên tát khẽ vào mặt tôi. Tôi sững sờ, thành gia bang cũng sững sờ, chẳng ai có thể ngờ đến điều này. Tôi liền nói không sao. Cô gái đi rồi, đến lượt người tiếp theo. Năm sau cô ấy lại tới, lại xếp hàng xin chữ ký. Đến lượt tôi ký cho cô ấy thì bút rơi, và tôi cúi xuống nhặt và đứng lên thì cô ấy tát tôi đánh bóp một cái. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, còn cô ấy nhìn tôi cười. Thành gia bang định tới giữ cô ấy lại nhưng tôi cản ngay nói không sao. Cô ấy lại cười rồi đi. Các cô gái xếp hàng sau thấy tôi bị đánh liền bật khóc. Tôi nói với mọi người không sao, chúng ta tiếp tục nhé. Năm thứ ba cô ấy lại tới, tình hình vẫn tương tự, lại bị ăn một cái tát. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn, tại sao cô lại làm thế. Kết thúc hoạt động tôi nói với thành gia bang, mọi người hãy tìm hiểu xem rốt cuộc là tại làm sao, tại sao mấy năm liền cô ấy đều làm như vậy. Họ xem lại băng ghi hình hoạt động trong 3 năm và đã tìm ra cô ấy. Hóa ra năm nào cô ấy cũng đứng một dáng vẻ khác nhau, kiểu tóc khác nhau, ăn mặc cách khác nhau. Năm thứ tư cô ấy xuống máy bay, vừa bước lên xoay bít liền bị nhân viên của tôi nhận ra đến nơi tổ chức hoạt động. Thành gia bang đã biết ngay cô ấy là người nào. Khi cô ấy đến gần tôi, mọi người liền chăm chú quan sát, sẵn sàng hành động. Cô ấy bước lại gần, cười với tôi, sau đó vừa vung tay lên liền bị thành gia bang giữ lại, kéo sang một bên. Người phụ trách fan club hỏi tại sao cô lại làm như thế. Cô ấy rất điềm tĩnh trả lời, bây giờ các anh chứng tỏ đã nhớ rõ tôi rồi à, và nấy cũng đã nhớ tôi. Mọi người mắt tròn mắt dẹt, không ngờ lại có một fan như vậy. Nhưng nếu cô làm như thế thì sau này sẽ không được tham gia hoạt động của fan club nữa đâu. Cô ấy bình tĩnh nói không sao, tôi đứng xem từ xa là được. Sau khi nghe mọi người kể lại tình hình, tôi chợt nghĩ đến ca sĩ John Lennon bị fan nổ súng bắn chết, trong lòng thấy hơi lo. So với anh ấy thì tôi bị ăn tát vẫn còn là may mắn lắm. Trong các hoạt động tương tác với fan sau này, tôi được chuyển sang dùng tay trái đi bắt tay. Khi chụp ảnh, tay phải của tôi để đằng sau, chụp xong thì dùng tay phải khẽ đẩy họ đi để đến lượt người tiếp theo. Trong quá trình, nếu có hành động bất ngờ thì tay trái của tôi sẽ giữ chặt lấy tay họ, tay phải sẽ lập tức phản ứng. Từ đó khi tổ chức sự kiện, nhân viên cũng bắt đầu kiểm tra gắt gao hơn xem có ai đội lốt fan hâm mộ mang theo những thứ nguy hiểm tới không. Bây giờ tôi không tổ chức những sự kiện như vậy đã nhiều năm rồi. Thời gian lần đây tôi cũng đã bắt đầu lơ là cảnh giác. Không ngờ dạo trước lại gặp cô ấy. Lúc đó tôi tham gia một sự kiện, tôi đứng trên sân khấu, còn cô ấy đứng bên dưới. Khi chương trình dừng kết thúc, tôi đứng trên sân khấu vẫy tay tạm biệt thì nhìn thấy bên dưới có một cô gái cứ vẫy tay thật lực với mình. Tôi lại định gần để hỏi chuyện gì thì cô ấy bất thình lình nhảy phát lên định đánh tôi. May mà lúc đó tôi phản ứng nhanh, kêu lên một tiếng rồi né người ra phía sau. Nhìn lại kỹ, hóa ra là cô gái ấy lại ăn mặc kiểu khác. Đã bao nhiêu năm rồi, sắp quên đến nơi lại gặp mặt. Cô ấy vẫn nhất quyết muốn tát tôi như trước. Còn có một cô gái người Philippines mua vé máy bay một chiều sang Hồng Kông, nhất quyết đòi gặp tôi, ngày nào cũng đứng đợi ở cổng công ty. Đồng nghiệp báo tôi đang ở Mỹ, cô ấy lại mua vé bay sang Mỹ. Sang Mỹ, cô ấy nghĩ rằng tôi ở San Francisco, nhưng lúc đó tôi lại ở Los Angeles. Có lần, tôi đến San Francisco tổ chức sự kiện Ngày Thành Long, thị trưởng cũng đến tham dự. Sau khi kết thúc sự kiện, tôi lên chiếc xe mui trần đang chạy trên đường, thì bỗng nhìn thấy cô gái này đang đứng bên kia đường lớn tiếng gọi tôi. Trước đây, tôi đã từng nhìn thấy cô ấy ở Hồng Kông, tôi thầm nghĩ tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Ngày hôm sau, tôi đến Sacramento tham gia một cuộc đấu giá từ thiện thì lại nhìn thấy cô ấy ở đại sảnh của khách sạn nơi tổ chức sự kiện, môi son đỏ rực, mặc bộ đồ đỏ rực, mang giày đỏ rực, vali đỏ rực. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền lao tới, vì anh mà em mới tới đây. Tôi nói cảm ơn cô. Sau khi kết thúc sự kiện, cô ấy cứ lẻo đẻo theo tôi. Khi tôi bước vào thang máy, cô ấy cũng lao vào theo. Nhưng bảo vệ của khách sạn nói, xin lỗi, bây giờ cô chưa vào được. Cô ấy chỉ vào tôi nói, tôi đi cùng với anh ấy. Nhưng vừa bị bẩn bị chặn lại và tôi đi lên trước. Sau đó nhân viên khách sạn tới gõ cửa phòng tôi nói, cô gái đó không có chỗ ở. Cô ấy nói là bạn gái của anh. Tôi nói, cô ấy không phải là bạn gái của tôi mà. Các cô xem liệu có thu xếp cho cô ấy được không? 6 giờ sáng hôm sau, xe của tôi xuất phát, vệ sĩ tới với tôi, cô gái kia vẫn đang ở đại sảnh. Tôi thấy thương cô ấy, liền nói với vệ sĩ lát nữa xuống, tôi sẽ chào hỏi cô ấy. Vệ sĩ bèn nói, tốt nhất là anh đừng làm thế, xe đã chờ trước cửa rồi. Anh xuống đại sảnh, chúng tôi sẽ hộ tống anh lên xe ngay. Công việc của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn của anh, hy vọng anh sẽ tiếp thu ý kiến của chúng tôi. Vốn dĩ tôi định phân trần thêm vài câu nhưng nghe họ nói vậy thì lại thôi.
Tôi đứng trong phòng, nhìn xuống dưới, thấy cô gái mặc bộ đồ màu đỏ đang đứng đợi bên kia đường. Nhìn thấy xe của tôi chạy đến trước khách sạn, cô ấy biết tôi sắp sửa lên đường. Tôi thấy không đành lòng lại thương lượng với vệ sĩ. Lát nữa xuống cứ để tôi gặp cô ấy, người ta chờ tôi cả ngày rồi. Cô ấy một thân một mình thì làm được gì chứ? Nhưng họ kiên quyết không chịu, không được, chẳng may xảy ra chuyện thì chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Được rồi, các anh đã nói thế thì cứ làm như thế đi. Bây giờ ra cửa, anh hãy lên chiếc xe đầu tiên, chúng tôi sẽ chạy đi ngay. Tôi nói ok. Chúng tôi có tổng cộng 3 chiếc xe đậu ở hai bên đường. Tôi bước xuống rồi lên ngay chiếc xe ở bên kia đường. Xe chạy đi luôn. Cô kia lúc đầu đứng ở gần cổng đợi tôi. Khi nhìn thấy tôi lên chiếc xe bên kia đường rồi nổ máy chạy, cô ấy vô cùng bàng hoàng rồi vội vã lao ngay tới. Cái cảnh đó cho đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Tôi quay đầu lại nhìn qua cửa kính sau, thấy cô ấy hớt hải chạy theo. Chạy vài bước thì đánh rơi cái vali, chạy được vài bước nữa thì tuột giày cao gót, chạy tiếp nữa thì người ngã nhào, giống y như cảnh trong phim vậy. Tôi nhìn mà đau xót trong lòng, nước mắt ứa ra. Tôi thấy mình thật tàn nhẫn. Không lâu sau, cô ấy lại tìm đến nhà của tôi ở Los Angeles, đang đứng chờ trước cổng, cứ gì cũng không chịu đi. Cuối cùng nhân viên của tôi đã phải báo cảnh sát nhờ họ đưa cô ấy đi. Về sau tôi tổ chức live show ở Las Vegas, cô ấy nói với các nhân viên rằng mình đã đặt bom ở hiện trường. Mọi người vội vã báo cho cảnh sát. Sau khi giải tán hiện trường thì tiến hành phong tỏa. Cảnh sát đưa chó nghiệp vụ tới đánh hơi, cuối cùng chẳng tìm thấy gì cả. Mọi người bị một phen hú vía cũng khiến cho chương trình sự kiện bị đảo lộn tùng phèo. Lúc đó cô ấy đã bắt đầu mất kiểm soát, mọi người đành phải cảnh giác đề phòng để tránh có ngày cô ấy sẽ làm chuyện dại dột thật. Trải qua nhiều chuyện tương tự, kinh nghiệm cũng càng ngày càng phong phú. Người của Thành Gia Bang có một câu Ace always on Jackie. Họ luôn bảo vệ tôi sát sao. Bản thân tôi cũng hết sức lưu ý, nếu gặp người nào khả nghi họ cũng không thể tiếp cận tôi được. Đi khắp nơi, mọi nơi trên thế giới, ngoài cửa phòng khách sạn tôi trọ thường xuyên có người đặt hoa tươi bu tiếp. Nội dung viết trên đó thiên hình vạn trạng, có lúc còn viết là em chờ anh ở phòng số, em không có đòi hỏi gì khác, chỉ cần anh cho em một đứa con, anh yên tâm, em tuyệt đối không tiết lộ với ai đâu. Bưu thiếp được viết bằng đủ các loại ngôn ngữ, đọc xong thấy thật đáng yêu. Những câu chuyện xảy ra giữa tôi và họ nhiều không kể xiết, nhưng trong lòng tôi luôn dành một khoảng trời cho họ. Nếu nói mối quan hệ giữa người với người là do duyên số thì tôi rất cảm ơn vì các bạn đã sẵn lòng đi theo Jackie Chan trong cuộc đời này. Xin được dành tặng những lời này cho các fan hâm mộ cuồng nhiệt mà đáng yêu của tôi. Chúng ta vừa nghe qua chương 3 của quyển tự truyện Thành Long Chưa Lớn Đã Già với tiêu đề Càng Bại Càng Hăng, và anh Khoa xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả ở phần tiếp theo, phần nhận xét trong phần cuối của chương này bởi tác giả Chu Mặc về tài tử điện ảnh Hoa Ngữ Thành Long, cũng sẽ được phát trong chương trình Book Alive trên kênh YouTube của anh Khoa. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.